Chào các bạn, mình tên là Đặng Bạch Tuyết, học viên lớp G4 chương trình tin học ứng dụng. Hôm nay mình làm bài hướng dẫn học online trên web Topika. Trước tiên chúng ta vào trình duyệt. Đánh vào địa chỉ topika.edu.vn. Đít vào lớp học. Sau đó đăng nhập. Chọn ngôn tương ứng để chúng ta học. Đây là trang web hiển thị nội dung học của Topika. Trên này có hoàng đề cương chi tiết môn học, có các tài liệu hướng dẫn học và các giáo trình online. Ta có thể tự chọn. Khi mà click vào giáo trình thì nó sẽ hiển thị một cái file để chúng ta download về để mà đọc, tự đọc ở trên máy tính của chúng ta. Đây. Giáo trình được biên soạn sẵn, rất là sinh động. Còn nếu như mà bạn muốn coi xem file thì click vào đây. Có hình ảnh và âm thanh của giảng viên. Bài giảng giáo trình hiện sẵn trên trang web. Bạn có thể là click coi trước, xả và có thể là ghi chú trực tiếp. Và nếu như mà bạn sau khi đã học xong bài học của giảng viên để nắm bắt kiến thức thì chúng ta sẽ bắt đầu là làm bài luyện trắc nghiệm. Mỗi một câu hỏi là sẽ có 4 cái đáp án và chỉ chọn được một cái đáp án duy nhất và đúng nhất. Đây tôi sẽ check thử cho các bạn xem. Sau khi làm bài xong thì các bạn nộp bài và kết thúc. Bạn sẽ hiện lên cái thông báo là bạn có quyết định kết thúc bài thi của mình không. Nếu quyết định thì nhấn OK. Chờ website nạp dữ liệu và hiển thị kết quả.
Đây là kết quả mà chúng ta làm bài xong. 6/15 tức là làm đúng 6 câu/15 câu và tổng số điểm là 4 điểm. Đây. Trong từng phần của cái đáp án sẽ hiển thị cái đáp án nào đúng, nào sai và lý do để chúng ta tham khảo. Sau khi xem xong thì các bạn nhấn nút finish review. Đây là lần thực hiện đầu tiên. Nếu bạn muốn xem lại thì click vào đây. Nếu các bạn vẫn chưa nắm được cái nội dung mình học hoặc là muốn thực hành trắc nghiệm thêm nữa thì các bạn thực hiện lại đề thi. Trên trang web của Topeka sẽ có tài khoản cá nhân, hồ sơ học tập và các cái khóa học của cá nhân. Các bạn có thể tham khảo. Đây là bảng điểm từng môn học mà các bạn đã hoàn thành. Trong môn học cũng có cái mục là diễn đàn trao đổi thông tin. Khi mà các bạn có thắc mắc hoặc là có muốn trao đổi về chủ đề nào đó thì chúng ta vào diễn đàn. Môn này thì không có thảo luận nên là không có mục diễn đàn. Môn xây dựng tài liệu kỹ thuật là sẽ có thảo luận. Đây, chúng ta vào trao đổi thảo luận. Thảo luận những vấn đề liên quan tới môn học. Đây là một cái mục thảo luận trên diễn đàn về cái đề tài là chọn cái table hay PC trong cái thời đại công nghệ hiện nay. Có rất là nhiều bài post và tranh luận sôi động. Phần hướng dẫn học online và trắc nghiệm trên Topeka của tôi đến đây là hết. Chúc các bạn học tập tốt với chương trình Topeka.